Xin chào mọi người. Trên một ngọn núi cao ở thị trấn Jun Phong, huyện Trung Yuon, tỉnh Quý Châu, chỉ có duy nhất một cặp vợ chồng già sinh sống. Cặp đôi chăm chỉ và giản dị, họ đã ở bên nhau hơn 50 năm. Họ cũng canh tác trên một diện tích đất rộng và chăm sóc mặt đất một cách có trật tự. Vậy cuộc sống của họ trên một đỉnh núi hoang vắng như thế nào? Câu chuyện thú vị nào đã xảy ra khi họ kết hôn hơn 50 năm trước? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Xin chào mọi người, hiện chúng tôi đang ở làng Beibo, thị trấn Jun Phong, huyện Trung Yuon. Vị trí hiện tại của chúng tôi là 810m so với mực nước biển. Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi tên là Lujaya, trên ngọn núi này. Độ cao của nơi đó là gần 1.600m. Đầu tiên chúng ta phải đi bộ trên con đường đất này hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó cứ theo con đường, tiếp tục đi vào núi. Ở ngay chân núi, có một ngôi nhà ở đây. Chào chú, dạo này chú có bán được nhiều hàng không? Không nhiều, không nhiều, vào nhà đi. Không cần đâu chú, không cần lấy nước, tôi có uống rồi. Thấy chú vẫn đang làm, cái này có khách đặt rồi phải không? Của họ đã lấy. Chà, cái này dày quá, phải đến 4 hay 5cm. Chưa xong, tôi còn phải làm nhẵn và mỏng đi, cho nó đều hơn. Chú tên là gì ạ? Tôi họ Lưu. Chú cũng cao tuổi rồi phải không? Tôi năm nay 75 tuổi. Ồ, tôi đã đoán chú chỉ mới ở độ tuổi 60, ha ha ha. Vậy thì chú có sức khỏe thực sự tốt. Muốn bán được giá thì phải làm cho nó chắc chắn và đẹp hơn. Mất bao lâu để hoàn thành nó? Thực sự không cần, không cần đâu ạ. Cháu có nước ở đây rồi. Oa, nước của chú lấy từ khe núi sao? Có xa lắm không? Không xa, không xa. Ồ, cảm ơn chú, tạm biệt chú Lưu. Tôi bước vào đường núi. Con đường núi đi xuyên qua rừng. May mắn thay, có những người thường xuyên chăm sóc đường đi và nó sẽ không bị cỏ dại lấn át. Đi dạo trong rừng, tôi đã hoàn toàn quên đi mệt mỏi. Quan sát được mọi thứ chuyển động của rừng. Tôi không ngờ đất của họ ở trên này lại rộng đến thế để trồng trọt. Bạn có thể thấy rằng vị trí của họ thực sự rất cao. Chào ông ạ, họ của ông là gì? Lục, tôi họ Lục, tên tôi là Lục Cường Cường. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đã 70 rồi ha ha, vậy cháu sẽ gọi ông là ông Lục. Đừng quan tâm họ gọi chúng tôi là gì, chúng tôi là nông dân. Ôi, đi vượt qua được khu vườn của họ thật là xa, quá rộng để trồng trọt. Đây đều là những cây trồng kèm vào trong khu đất này. Cũng là để tránh sâu ăn cây. Chúng cũng đã bắt đầu lớn. Vào nhà đi. Nhà chúng tôi rất tình toàng. Hãy vào nghỉ ngơi, hãy vào nghỉ ngơi. Vâng. Chúng tôi chưa làm được ngôi nhà cũ đã bị phá bỏ. Vậy là ông bà đang có ý định dựng một ngôi nhà mới. Chúng tôi đã sửa chữa lại ngôi nhà này, nhưng nó cũng chưa hoàn thành. Cậu đã ăn gì chưa? Có ăn được bánh ngô. Bánh ngô còn nhiều không? Ông đi đâu vậy? Đi lấy thịt lợn, tôi muốn hầm nó. Không, không, cháu có đồ ăn mang theo rồi ạ. Uống cái này, dạ không cần ạ, cháu đã uống rồi, cảm ơn bà, cháu không cần ạ, không cần. Uống đi, cứ uống đi, sao cậu lại khách sáo như vậy? Không khách sáo, được rồi ạ. Ồ, mát quá, ông để trong tủ lạnh sao? Thức ăn chính của lợn là củ cải với rau à? Ồ, không có cám để ăn kèm à? Không có tiền, ha ha ha, không có tiền. Con lợn mà ông ấy bắt năm ngoái là con tốt nhất, nó lớn rất nhanh. Đó là giống lợn ở hồ Manje. Bà có mấy người con? Tôi chỉ có hai con gái. Hai đứa con gái, một người ở Trùng Khánh và đứa còn lại ở đâu đó. Vậy khi mua lợn, họ chuyển lên đây hay ông bà phải mang chúng lên? Tôi đã phải cõng chúng trên lưng, cùng với chiếc gùi. Tất cả ở đây đều do ông ấy làm. Chúng tôi cứ tự mình làm, từng tí một, thực sự tôi cũng không biết làm trong bao lâu. Cậu có muốn ăn gì không? Cháu không ăn ạ.
cậu không ăn gì sao? Chúng tôi đã xuống núi và tìm đến trang trại họ bán lợn con. Ừ, tôi cũng phải mang nó. Nếu mang theo nhiều lần sẽ rất lâu. Ông ấy đã cõng một lúc hai con. Bây giờ chân tôi bị đau khớp. Chân của bà bị đau như nào ạ? À, tôi bị viêm khớp ở chân. Nhà tôi từng bị dột nhiều năm trước. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Ông ấy chỉnh lại mái nhà và chân tôi cũng đã đỡ đau hơn. Ông ấy thậm chí không thể tự mình kiếm sống. Chúng tôi đã ở đây cả đời rồi. Chắc ông cho lợn ăn, xong lại ra vườn rồi. Ông đi cho bò ăn. Ông ấy rất chăm chỉ, suốt ngày tất bật chân tay, càng bảo nghỉ thì càng làm, ha ha ha. Ở đó, có bao nhiêu gia đình sống ở đó? Có hai nhà ở đó. Ông đang định làm gì? Tôi sẽ trồng ngô ở khu vực này, cần phải làm phân cho chúng. Ở đây được gọi là gì ạ? Chúng tôi gọi đây là khu phát triển mới. Tên của nơi này là Luo Ia Ia. Chúng tôi từng có rất nhiều người ở đây. Hóa ra có rất nhiều người đã từng ở đây. Khi nói đến dân số, hóa ra họ vừa mới chuyển đi. Nếu bạn chuyển đến đây vào năm tới, sẽ chỉ có hai người họ. Tại sao họ lại chuyển đi? Vì ở đây cao quá, việc đi lại khó khăn. Ồ, vậy tại sao ông bà vẫn ở đây? Sao không chuyển đi? Tôi sẽ không thắng được ai cả. Tôi không biết làm gì, ở đây có đất, có thể trồng trọt, chăn nuôi một số. Ông làm nó bằng tay thật sao? Đúng vậy, chỉ cần nắm lấy nó bằng tay của cậu, dùng tay để nắm chúng lại. Ôi chà! Chúng tôi đã là nông dân từ khi còn trẻ. Chỉ là những người bình thường, vâng, những người trồng trọt. Cậu không thể làm được nếu không làm những việc này. Sẽ không sống được ở đây. Phải dùng tay để nhào nặn chúng, nó sẽ mềm và được lâu hơn. Ít nhất 5.000 chiếc nữa mới đủ để trồng khu vực này. Sẽ phải rất lâu nữa hai người mới xong chỗ này. Chỉ một người làm sẽ không hiểu quả phải không? Đây là loại hạt giống gì? Một là màu đỏ. Vâng, tại sao ông lại dùng loại này? Có phải loại được nhuộm sẽ bảo quản được lâu hơn? Các con của ông bà có hay về không? Nó lấy chồng và đi xa. Một đứa ở Trùng Khánh cũng hay về, đứa kia không rõ ở đâu, lâu lâu mới về rồi lại đi. Trước kia ông bà đều cũng ở đây và quen nhau sao? Ông ấy luôn phải có người giới thiệu. Ông ấy là người làng bên kia. Chúng ta biết nhau nhưng khác nhau. Ông bà kết hôn vào năm nào? Năm 1975 tôi được người khác giới thiệu. Chúng tôi đã không được gặp nhau đến khi kết hôn. Và từ đó chúng tôi hẹn gặp nhau và gặp nhau thường xuyên hơn. Thế rồi họ nói là chúng tôi không thể gặp nhau trước khi kết hôn. Đó là tục ngày xưa, đó là quá khứ. Ôi, hãy nghĩ đến tương lai và cùng nhau cố gắng. Vị đắng, đắng quá phải không? Nó không đắng, nó có màu đen. Chúng tôi đã bên nhau hơn 50 năm. Lúc đó ông bà đều ở độ tuổi 20, chỉ 18, 19 thôi, ha ha ha. Anh ấy chỉ mới 15 tuổi và tôi hơn anh ấy 10 tuổi, ha 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 ha. Khi kết hôn, cũng thật nhiều chuyện xảy ra. Làng ông ấy, để đi sang bên này phải qua một vực thẳm rất sâu. Người mang con lợn quay đã quá mỏi chân, ông ấy tô khỏe nên đã đội lấy nó. Những mỡ còn lợn đã chảy vào đầu ông ấy, ha ha ha. Tôi muốn ăn thủ lợn của lão Long Vương, ha ha. Anh ấy không thể tìm thấy ai ở nhà. Đó là ông, lúc ông còn trẻ. Chị dâu, tôi cần đi khám bác sĩ. Bố chồng tôi có người vợ thứ hai, người phụ nữ đó không hấp dẫn lắm. Ý bà là lúc ông bà kết hôn? Vâng, chúng tôi đã kết hôn. Sau khi kết hôn 3 ngày, tôi đã thay quần áo. Khi bạn kết hôn, tất cả quần áo của bạn đều phải thắt nút vào quần áo bạn mặc. 3 ngày đã trôi qua, sau đó hãy ra ở ngoài một trang trại,
ba ngày hãy quay lại. Sau Tết Nguyên đán về, tôi sẽ trả lại quần áo cho người khác. Lúc đó nghèo quá, chúng tôi bị chia cắt. Ông ấy phải ra ngoài làm thuê. À, ông ấy có sức khỏe nên không sao đâu, ha 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 ha. Vậy sau đó thế nào? Ha ha ha, vậy thì đây chính là sinh em bé. Hiện tại chưa phải lúc, có nghĩa là ông vẫn có chút không muốn ở bên tôi. Đúng rồi, nếu không muốn thì đánh tôi đi. Ha ha ha, nếu bạn cảm thấy vui vẻ thì bạn sẽ không rời xa Feng Fei. Thời đó đã khác, lúc đó chẳng hạn, khi bạn vui mừng lấy chồng, thứ không cần thiết chính là lễ vật đính hôn. Thế thì không có quà đính hôn, đây là quần áo của chị dâu. À, bà không cần nó nếu bà sử dụng nó trong nửa năm, phải không? Vẫn còn một nửa phân nữa. Sẽ mất vài phút để trộn phân với tro. Chụp một số hình ảnh đẹp để lưu lại. Sân khấu này hoành tráng quá, ha ha. Ôi, đã 5 giờ chiều rồi, tôi mới để ý. Tôi phải tạm biệt ông bà, rồi vội vã xuống núi. Nhưng hai ông bà vẫn miệt mài ngoài đồng. Họ phải nắm bắt thời gian để gieo hạt ngô xuống đất. Những sự kiện đã qua hơn 50 năm trước, mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng đó là những kỷ niệm quý giá và đẹp đẽ của họ. Tôi chúc cho ông bà luôn khỏe mạnh để tiếp tục sống những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Các con của ông bà, nếu có xem được video này, hãy cố gắng về thăm ông bà nhé. Người già tuy cuộc sống có đơn giản, nhưng niềm vui nhất trong đời là được nhìn thấy con cháu vui vẻ, hạnh phúc. Những tháng ngày trên núi cũng rất mong manh, đừng để mọi chuyện sẽ trở nên muộn màng. Được rồi, video hôm nay kết thúc ở đây. Hãy like và đăng ký tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.